Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Astiba bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình sáng nay. Và thưa quý vị, quay trở về những bản tin địa phương thì mới đây có một vị bác sĩ ở tại Texas đã chính thức nghỉ việc, lại liên quan đến cái chuyện mà cái thuốc sổ lãi của động vật Ivermectin nữa thưa quý vị. Trong khoảng thời gian qua, chúng ta thấy là mặc dù cái thuốc này đó không chế ra không phải cho người uống, nhưng mà không hiểu sao vẫn liên tục có nhiều trường hợp bác sĩ sử dụng rồi gây tranh cãi. Rồi mới hôm qua quý vị nghe nói là có một người đàn ông ở Florida đã kiện bởi vì bác sĩ không dùng thuốc đó cứu vợ của ông. Thì bây giờ đây là vấn đề của bà bác sĩ Mary Bowden thưa quý vị. Bà vốn là một bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng, làm việc cho bệnh viện Houston Methodist. Thì vào tuần trước đó, ngày thứ sáu, là cái bệnh viện này đó, họ tạm thời suspend bà, nghĩa là họ chưa có đuổi, nhưng mà họ nói rằng bà không cho bà tiếp nhận thêm bệnh nhân mới để trị liệu nữa, bởi vì bệnh viện phải mở một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến những cái post mà bà đăng ở trên social media, bà sử dụng Facebook và Twitter thôi quý vị. Nhưng mà bà liên tục nói đến cái loại thuốc Ivermectin bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 đó, là thứ nhất bà đã chỉ trích cái việc là chính quyền bắt buộc người dân phải chích vaccine. Thì bà nói rằng cái văn phòng của bà, ngoài việc làm cho bệnh viện thì bà có phòng mạch tư, bà nói rằng phòng mạch tư của bà đó chỉ chữa trị cho bệnh nhân nào chưa có chích ngừa mà thôi. Thì cái bài đăng đó ngay của bà bắt đầu đã gây ra những cái luồng ý kiến trái chiều, và đương nhiên là những cái người lãnh đạo của bệnh viện họ bắt đầu để ý. Để rồi sau đó liên tục trong nguyên tháng 11 đó, bà cứ đăng đó là Ivermectin thực sự hiệu quả. Tại sao chúng ta không lên tiếng? Chúng ta đây có thể là bà nói những cái người bác sĩ ở trong ngành đó thưa quý vị. Thì ngay lập tức cái bài đăng đó nói chính xác về Ivermectin và còn nói là hiệu quả, thì bà đã bị bệnh viện suspend. Nhưng mà đến ngày hôm qua đó thì bà đã chính thức nộp đơn xin từ chức thưa quý vị. Bởi vì bà nói rằng bà cái quan điểm làm việc của bà với cái bệnh viện này bây giờ nó không có còn đi chung đường nữa. Tuy nhiên bà đã thuê luật sư để mà nhằm tránh bây giờ nhiều khi cái bệnh viện này sẽ liên quan đến những cái vấn đề về pháp lý về cái cách điều trị của bà. Cho nên luật sư của bà đó thì nhấn mạnh là thứ nhất bà tốt nghiệp từ trường Stanford thưa quý vị. Từ lúc mà có dịch bệnh cho đến bây giờ đó, bà đã chữa trị cho 2.000 bệnh nhân COVID và không có ai tử vong cả. Thì có thể cho hiểu, uống thuốc sáng lại hết. Thì có thể hiểu là có thể trong những cái trường hợp mà nó nguy cấp quá bà cho uống thôi quý vị. Và có lẽ là bà thấy uống rồi bệnh nhân này khỏe, cho nên chính vì vậy mà bà bắt đầu tin tưởng là cái loại thuốc này nó hiệu quả. Và luật sư nhấn mạnh một cái điểm, đó là bản thân bà đó không có anti vaccine thưa quý vị. Bà đã chích vaccine ngừa COVID bởi vì theo đúng quy định của bệnh viện là muốn làm việc thì bà chích. Nhưng mà bà chỉ chống đối cái việc là chính quyền bắt buộc người dân phải chích vaccine thôi. Luật sư của bà nhấn mạnh cái điều đó. Và thứ nhì nữa đó là luật sư của bà muốn mọi người hiểu, bệnh nhân của bà hiểu, đó là bà đang bị phía bệnh viện và cả những cái người mà chống đối bà đó gắn cho bà một cái vai ác, trong khi mục đích của bà là đơn giản chỉ muốn cứu được càng nhiều người càng tốt. Ở tại Nam Hàn ngày hôm nay, chính quyền Nam Hàn bắt đầu bày tỏ mối quan tâm, bởi vì sau khi trong vòng 3 tuần lễ qua họ đã mở hết tự do đi lại, vũ trường mở cửa xuyên đêm đến suốt sáng cũng được nữa. Thế nhưng tin tức mới nhất ghi nhận được ngày hôm nay, Nam Hàn đã có số trường hợp nhiễm bệnh cao so với cái thời kỳ đại dịch.
nó không chưa lên tới mức kỷ lục, nhưng mà so ra lên tới 3.187 trường hợp lây nhiễm mỗi ngày. Trong trước đây khoảng một tháng, chính quyền Nam Hàn công bố chính sách mới, chúng ta phải sống với đại dịch. Họ dùng cái chữ luôn, phải sống với con coronavirus này, và phải sống với nó có nghĩa là chúng ta vẫn đưa ra các lệnh tuân thủ để vấn đề an toàn vệ sinh cá nhân vân vân, và các bệnh viện ở các nơi vẫn tiếp tục gia tăng trường hợp phòng ngừa. Nhưng mà đó là trường hợp phòng ngừa, nhưng mà người dân nghĩa là họ ra đường trở lại cho dù có mang khẩu trang đã được chích ngừa đầy đủ rồi. Theo cái xác suất đó, Nam Hàn, Nhật Bản hiện nay có số người chích ngừa dân rất là tốt. Nhưng Nam Hàn và Nhật Bản theo bản tin ghi nhận được cho đến giờ phút này chưa bao giờ đóng cửa toàn bộ hết. Cũng tương tự như ở California, quý vị thấy là mặc dù chúng ta có lệnh phong tỏa nên ở nhà cái thời đầu đại dịch vào khoảng tháng 3, tháng 4 đó của đầu năm, nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta thấy người ta vẫn đi ra đường như thường, vẫn đi làm. Thì ở tại Nam Hàn và Nhật Bản cũng thế, rồi sau đó cái tiến trình chích ngừa vân vân. Nhưng cho đến giờ phút này phía Nam Hàn và Nhật Bản lại có những cái chính sách lỏng lẻo hơn rất nhiều để cho phép người dân sinh hoạt. Và ngày hôm nay cơ quan y tế của Nam Hàn cho biết có 522 người phải nhập viện. Đây là con số kỷ lục. Con số người bị nhiễm không là kỷ lục, nhưng mà số người phải nhập viện bao gồm trường hợp từ trung bình cho đến nặng, thưa quý vị, đang ở trong bệnh viện này. Thì hiện nay với chính sách này thì chưa biết được cơ quan y tế Nam Hàn sẽ đối phó như thế nào. Họ nói rằng mặc dù có 522 bệnh nhân nhưng mà bệnh viện không có bị tồn ứ, họ vẫn tiếp tục chữa trị, cách ly những bệnh nhân này trong lúc tiếp tục nhận những bệnh nhân khác, và họ đang tiếp tục thanh tra kiểm soát phòng ngừa xem như thế nào trong thời gian tới và liệu rằng tình trạng lây nhiễm có tăng nữa hay không. Đồng thời Nam Hàn kêu gọi người dân nên chích liều thứ ba. Vâng, thưa quý vị, ở tại Kenosha, từ bang Wisconsin, cái việc mà bồi thẩm đoàn đến ngày hôm nay đó đã là ngày thứ hai họ cần phải nói chung là thống nhất với nhau đưa ra cái quyết định xem là Kyle Rittenhouse có tội trong 5 cái tội, trong đó có cái tội là giết người cho cái vụ cầm súng bắn chết 2 người, làm bị thương 1 người hay không. Thì báo chí họ phát hiện là vào hôm thứ hai đầu tuần đó, nghĩa là trước khi mà hai phía công tố với lại biện hộ họ đưa ra cái closing statements, thì phía luật sư của Kyle Rittenhouse đó đã nói chung là yêu cầu nộp giấy tờ, thưa quý vị, yêu cầu phía tòa án đó là cho cái trial này của Rittenhouse là bị mistrial, thưa quý vị. Bởi vì phía luật sư của Rittenhouse đó, họ phát hiện ra là công tố đã cố tình chơi một cái chiêu bẩn, nhúng tay vào một trong những cái key evidence, đó là cái đoạn video, thưa quý vị, đây là cái hình ảnh cắt ra từ cái đoạn video đó. Cái đoạn video này nó như thế này, là do một cái máy bay không người lái của một cái đài truyền hình họ quay được cái cảnh. Quý vị cũng nhớ là xung quanh nguyên cái tòa án này đó, bây giờ cái đoạn video này nó chứng thực được cái câu chuyện của hai phía vẽ ra. Phía công tố thì nói rằng Kyle Rittenhouse cầm súng đi và tự kích động bạo loạn và nổ súng giết người, còn phía biện hộ thì cho rằng những cái đoạn video cho thấy là anh này ảnh bị rượt đuổi, đúng, rồi sau đó ảnh mới nổ súng tự vệ. Thì lúc ban đầu đó, phía công tố họ đưa ra cái đoạn video và đưa ra trên tòa đó, nhưng mà rất là mờ, thưa quý vị. Thì lúc đó và phía bên biện hộ họ cũng không có biết, cho nên là suốt cái phiên tòa bồi thẩm đoàn rồi ông quan tòa vân vân, họ nhìn thấy cái đoạn video do công tố đưa ra nhưng mà nó không có rõ nét. Và sau đó rồi đó, khi mà hai phía đã đưa ra hết những cái biện luận vân vân, và thì phía biện hộ họ mới phát hiện được thật sự cái đoạn video này, bên công tố họ có cái bản copy high resolution, thưa quý vị, và họ đưa ra cái quality đó chỉ bằng 1/4
cái bản copy original thôi thưa quý vị, nghĩa là họ cố tình không cho bồi thẩm đoàn và phía biện hộ thấy được những cái cảnh mà có lợi cho Rittenhouse. Chính vì vậy mà bây giờ phía biện hộ đó họ nói rằng anh Rittenhouse đi ra cái phiên tòa này đó là với một cái tâm thế đã bị bên công tố họ có một cái nhìn rất là phiến diện và họ làm mọi cách, và đây là một cái chiêu trò rất là dơ bẩn khi mà cố tình đưa bằng chứng không có lợi cho Rittenhouse mà lại cố tình giấu như thế này. Thì bây giờ phía biện hộ họ muốn là cái phiên tòa này mistrial chứ không phải là retrial nữa thưa quý vị. Mistrial nghĩa là không có xử lại nữa, bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là hiện nay đó cái chiều hướng nó đang đi theo cái hướng có lợi cho Rittenhouse, và có vẻ như công tố họ cũng thấy được điều đó và họ muốn như vậy luôn, cho nên là nếu họ được retrial đó thì họ sẽ đưa ra những cái loại khác nữa. Bây giờ cái phiên tòa nó không còn có lợi cho phía công tố. Thậm chí ngày hôm qua bồi thẩm đoàn cũng được yêu cầu xem lại cái văn bản cho phép cái phương pháp tự vệ dùng súng nó như thế nào nữa. Rất nhiều cái điều lợi cho Rittenhouse lúc này. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần live stream đọc các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay, bao gồm phần tường trình đặc biệt. Và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.